Chúng ta tiếp tục giải đề điều khiển sản xuất tích hợp máy tính. Bây giờ là câu số 5. Đề bài là so sánh máy tính ở chế độ cố vấn trong quá trình điều khiển và sơ đồ máy tính là trung tâm điều khiển trong hệ thống điều khiển sản xuất tích hợp máy tính và nêu ví dụ thực tế của một trong hai hệ thống trên. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái tổng quan của cái câu số 5 này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cần tìm các điểm giống nhau này, sau đó tìm các điểm khác nhau so sánh giữa máy tính ở chế độ cố vấn và máy tính là trung tâm điều khiển. Và sau đó đưa ra ví dụ. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết. Đầu tiên là điểm giống nhau thì hai cái khối thu thập nguồn thông tin này nó sẽ thu thập nguồn thông tin từ cái hệ được điều khiển đây. Đó. Và nó thu thập thông tin của các đại lượng đầu ra hay là các cái đường này hay là các cái tín hiệu trạng thái tín hiệu ra, thì hai cái này nó giống nhau về cái khối thu thập nguồn thông tin. Về khối vi xử lý này, vi xử lý cũng giống nhau thì nó nhận cái tín hiệu từ cái nguồn thu thập thông tin này, sau đó thì nó sẽ đẩy cái tín hiệu về chỗ người vận hành. Ngoài ra nó cũng nhận cái tín hiệu từ máy tính, sau đó qua cái vi xử lý thì nó gửi đến người vận hành. Thì đây là hai cái mà hai cái sơ đồ này nó giống nhau. Tiếp theo là đến bàn điều khiển thì nó giống nhau ở nó gồm nút ấn này, tín hiệu điều khiển sẽ được truyền đến khối điều khiển logic và cũng có thể được truyền tới cả cơ cấu chấp hành. Như chúng ta thấy đây, bàn điều khiển truyền đến điều khiển logic và truyền đến cơ cấu chấp hành, hai cái này giống nhau. Nếu tín hiệu này phù hợp với các cơ cấu điều chỉnh và hệ thống điều khiển tự động. Tiếp theo đến các cái cơ cấu điều chỉnh thì cái này nó cũng giống, hai cái hình này nó cũng giống nhau. Thì nó sẽ nhận tín hiệu từ các cái khối điều khiển logic hoặc là hệ thống điều khiển tự động. Và rồi nó sẽ điều chỉnh cái tín hiệu để nó điều khiển cái hệ được điều khiển này. Và cái hệ được điều khiển này nó chính là một cái đối tượng điều khiển. Thì đấy là một số những cái mà nó giống nhau. Thì ngoài ra mấy cái ví dụ như là khối đưa khối này này thì mình không nêu ở đây. Giờ so sánh cái điểm khác nhau thì các cái khối máy tính ở trong cái chế độ cố vấn thì nó sẽ nhận thông tin từ khối nguồn thu và nó sẽ đưa ra tín hiệu cố vấn, nó đẩy ra cho vi xử lý và vi xử lý sau khi xử lý xong thì sẽ đẩy đến người vận hành. Thì ở trong cái máy tính điện là điều khiển trung tâm này thì nó sẽ nhận cái thông tin từ cũng nhận thông tin từ nguồn, sau đó thì xử lý thông tin rồi truyền tín hiệu đến khối điều khiển logic hoặc là đến khối điều khiển hệ thống tự động. Đây chúng ta cũng có thể thấy cái đường màu đen này. Thì máy tính là trung tâm điều khiển, nó cũng có vai trò là cố vấn do là nó cũng truyền tín hiệu đến vi xử lý và vi xử lý nó cũng đẩy cái tín hiệu đến chỗ người người vận hành. Vậy nên là nó máy tính là trung tâm điều khiển thì nó cao cấp hơn cái cố vấn một chút. Khối điều khiển logic thì nó sẽ nhận thông tin từ thu thập nguồn thông tin, khối thu thập nguồn thông tin đây và tín hiệu điều khiển từ bàn điều khiển đây, hai đầu vào của nó. Sau đó thì nó sẽ gửi cái tín hiệu để điều khiển các cái cơ cấu điều chỉnh. Còn đối với cái bên máy tính là trung tâm điều khiển thì sao? Thì nó sẽ cũng sẽ nhận thông tin điều khiển từ máy tính này. Nó sẽ có ba cái đầu vào. Hai cái đầu vào giống như ở đây nhưng mà nó thêm cái đường nhận cái tín hiệu điều khiển từ máy tính nữa. Đấy cái điểm khác biệt về cái khối điều khiển logic. Tương tự như vậy, cái khối hệ thống điều khiển tự động ở bên này nó sẽ có hai cái đường tín hiệu vào nhưng ở bên này nó có ba, tức là nó thêm cái tín hiệu điều khiển từ máy tính vào. Người vận hành thì ở đây
sẽ dựa vào cái thông tin máy tính đưa cho vi xử lý và nó sẽ đẩy cái tín hiệu cố vấn đến người vận hành. Thì người vận hành sẽ cần phải tác động lên bàn điều khiển để có thể điều khiển được các cơ cấu điều chỉnh. Đây còn còn bên máy tính là trung tâm điều khiển thì sẽ dựa vào những thông tin cố vấn từ máy tính để quyết định việc điều khiển tác động lên bàn điều khiển này. Trường hợp này thực hiện bằng nút start stop. Giờ chúng ta sẽ đến với phần ví dụ. Thì nhà thông minh có tích hợp máy tính làm trung tâm điều khiển. Thì đây cái này mình đang sử dụng cái này nhé. Hệ thống trong thực tế. Khi mà trời tối hoặc là chủ nhà về thì máy tính sẽ nhận tín hiệu rồi tính toán. Sau đó đưa cái tín hiệu tới hệ thống điều khiển tự động để cái hệ thống này bật tắt đèn, chứ máy tính không trực tiếp can thiệp vào việc bật tắt đèn. Thì như vậy chúng ta đã thực hiện xong cái câu so sánh ở máy tính ở chế độ cố vấn và máy tính ở chế độ trung tâm điều khiển.